Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho vườn cà phê, Champion 77 VPATT, thuốc đặc trị nấm hồng. Trước tiên, nấm hồng là gì nhỉ? Nấm hồng, hay còn gọi là nấm mạng nhện, thường tấn công cây cà phê, làm cành khô héo, rụng lá, cây yếu đi, năng suất giảm sút. Đừng lo lắng, đã có Champion 77 VPATT giúp các bác xử lý triệt để. Trong Champion 77 VPATT có hoạt chất đồng oxy chloride, một khắc tinh của nấm hồng. Cách dùng cũng đơn giản, pha loãng thuốc với nước theo hướng dẫn trên bao bì, rồi phun đều lên cây cà phê bị bệnh là được. Không chỉ diệt nấm hồng hiệu quả, Champion 77 VPATT còn giúp cây cà phê hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, phát triển khỏe mạnh. Nhờ vậy, các bác sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian và công sức chăm bón đấy. Khi sử dụng thuốc, nhớ trang bị đầy đủ găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ để đảm bảo an toàn nhé. Đọc kỹ hướng dẫn và dùng đúng liều lượng để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài việc dùng thuốc, các bác cũng đừng quên kết hợp thêm các biện pháp canh tác hợp lý khác như cắt tỉa cành lá bệnh, bón phân đầy đủ, tưới nước đúng cách. Như vậy, cây cà phê sẽ có môi trường phát triển tốt nhất. Chỉ với vài bước đơn giản, vườn cà phê của các bác sẽ được bảo vệ khỏi nấm hồng. Hãy dùng thử Champion 77 VPATT và cảm nhận sự khác biệt nhé. Để mua sản phẩm hoặc tìm hiểu thêm thông tin, các bác truy cập website gardenplant.vn. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác vụ mùa bội thu. Nhớ like, share và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.